Tình hình tại Myanmar ngày càng căng thẳng, phe biểu tình ngày càng phẫn nộ và bên phía quân đội cũng không giữ được bình tĩnh. Họ đã sử dụng vũ khí mạnh để trấn áp biểu tình, nhưng càng làm như vậy, người biểu tình càng tức giận và dùng vũ khí tự chế để đáp trả. Một tin tức đáng buồn rằng, trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa phe phản đối chính quyền quân sự và lực lượng an ninh nổ ra gay gắt tại đây, truyền thông địa phương và các nhân chứng nói rằng lực lượng an ninh đã sử dụng súng phóng lựu trong cuộc đối đầu, còn phe biểu tình đã lập rào chắn và có mang theo súng trường, khiến hơn 80 người thiệt mạng vào ngày 10 tháng 4. Chúng ta đều biết Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập và hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế. Liên Hợp Quốc ra đời nhằm mục đích 1. Duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. 2. Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. 3. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các nước. 4. Trở thành trung tâm phối hợp, hành động giữa các nước để đạt được những mục đích trên đây. Vậy nhiều người đang đặt ra câu hỏi tại sao Liên Hợp Quốc không can dự để chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu tại Myanmar? Và để trả lời cho câu hỏi này, Phó Tổng Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Finn Robertson đã phát biểu trên Twitter. Người dân Miến Điện nên biết rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, là bởi mấy nước phản diện này đã ngăn chặn bất cứ hành động nào, đó chính là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Như các bạn đã biết, trên trang NIGAG cách đây ít lâu xuất hiện một bài cảm thán của người biểu tình như sau: Myanmar ngày nay giống Pol Pot trong quá khứ, nhưng giờ đây chúng ta không có Việt Nam để tiêu diệt chế độ độc tài nữa. Rõ ràng người biểu tình đã khá bất lực, giờ nếu có phép màu thì họ chỉ mong Việt Nam sẽ giúp Myanmar như Campuchia lúc trước. Trước đó, phe biểu tình Myanmar chia sẻ rầm rộ bài viết cầu cứu bằng 8 thứ tiếng phổ biến nhất trong khối ASEAN, trong đó có tiếng Việt. Mục đích của bài viết là kêu gọi người dân ASEAN ủng hộ cho phía người biểu tình, lên án phía quân đội Myanmar. Nhưng, nhà bao việc, Việt Nam vẫn lên tiếng yêu cầu các bạn bình tĩnh, xử lý xung đột bằng biện pháp hòa bình. Việt Nam rất quan ngại và mong muốn Myanmar nhanh chóng ổn định. Nhằm đáp lại lời kêu gọi đó, người dân ở một số các quốc gia ASEAN như Philippines, Thái Lan, Indonesia, Campuchia đã xuống đường, cầm theo biểu ngữ ủng hộ phe biểu tình Myanmar, lên án quân đội nước này và hối thúc nước họ cần có những động thái can thiệp về mặt ngoại giao hoặc quân sự vào Myanmar. Nhưng những sự việc tương tự lại không xảy ra ở Việt Nam. Chả có cuộc biểu tình nào tại Việt Nam cả. Chắc chính vì lý do đó, sau khi bài viết trên Twitter của Phó Tổng Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Finn Robertson được đăng tải, hàng ngàn bình luận đến từ người Myanmar cho rằng Việt Nam không có nhân quyền, hòa bình là giả tạo, Việt Nam là một nước độc tài. Bởi vì nếu Việt Nam được tự do thực sự thì người dân Việt Nam đã không im lặng như vậy. Đáng lẽ ra phải lập nhóm biểu tình như Lào, Cam, Thái để yêu cầu chính phủ đem quân giúp Myanmar. Đây thực sự là một ý kiến khá buồn, nhưng là buồn cười các bạn ạ. Họ bảo Việt Nam hòa bình chỉ là vỏ bọc, còn bên trong thì chế độ nhà nước độc tài, cấm đoán người dân nên chả có vụ biểu tình nào giúp Myanmar. Nhưng như các bạn đã thấy, dân Lào, Cam, Thái đi biểu tình đòi chính phủ đem quân sang cứu Myanmar thì đã có nước nào làm chưa? Hay phải đợi Việt Nam đem quân sang trước thì mới làm? Ngày nay tình hình Myanmar đang rất phức tạp. Nhiều người dân Myanmar đã ví chế độ chính phủ của Myanmar như chế độ Pol Pot ngày xưa, nhưng họ tiếc rằng không phải là hàng xóm của Việt Nam để cầu cứu. Vị thế Việt Nam nó còn chưa cao vì mới gia nhập Liên Hợp Quốc mà đánh Pol Pot, không cần Liên Hợp Quốc gật đầu. Thậm chí là Liên Hợp Quốc còn nghe lời của Trung Quốc và Mỹ cho rằng Việt Nam đang xâm lược Campuchia, chứ không phải là cứu Campuchia. Và sau đó Việt Nam làm ơn mắc oán, ăn bao nhiêu lệnh cấm vận lên đầu. Còn ngày nay, rút kinh nghiệm khi xưa, việc của nước bạn chưa ảnh hưởng gì đến Việt Nam, họ chưa tàn sát người Việt Nam như Pol Pot khi xưa, thì xin phép, nhà bao việc, các bạn hãy tự giải quyết đi nhé. Chúng tôi không bán máu của mình để làm chuyện vô ích. Giờ đây Liên Hợp Quốc trở mặt nhanh như người yêu cũ. Họ nói rằng là chính phủ Việt Nam, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc đang cản trở việc giải quyết tại Myanmar. Xin lỗi, Việt Nam chúng tôi còn là nước nhỏ. Tại sao giải quyết hòa bình Myanmar? Dường như tất cả dư luận lại đang đợi cái gật đầu của Việt Nam. Phải chăng vì quá bất lực mà dân mạng Myanmar thừa cơ đổ lỗi cho Việt Nam, cho rằng Việt Nam không có hòa bình, vì một vấn đề chả hề liên quan gì đến người Việt Nam? Các bạn ở Myanmar hãy nhìn sang Syria, Yemen và các nước ở Bắc Phi đã chìm trong nội chiến 10 năm như thế nào?
Năm 2011, các cuộc biểu tình có cái tên rất mỹ miều là Mùa Xuân Ả Rập đồng loạt nổ súng tại một số quốc gia Bắc Phi, Trung Phi như là Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Libya, Iraq, Syria. Các cuộc biểu tình này đã dẫn tới bạo động chống chính phủ, lan nhanh như một bệnh dịch, khiến chính phủ ở một loạt nước như Ai Cập, Libya, Tunisia, Yemen bị lật đổ, xã hội hỗn loạn. Và khi không kiểm soát được, các nước này sẽ nhờ đến phương Tây mang quân đến đàn áp. Kết quả thì sao? Càng ngày càng chìm trong bạo loạn chiến tranh. Theo ước tính, đến năm 2016, Mùa Xuân Ả Rập và các cuộc nội chiến từ hậu quả của nó đã làm Syria, Liberia, Iraq bị tàn phá. Khoảng 500.000 người chết, hàng chục triệu người bị mất nhà cửa, phải chạy tị nạn sang các quốc gia khác. Cùng với đó là sự can dự, giật dây của các nước phương Tây, tiếp sức bằng tiền và vũ khí cho các nhóm chống đối, kích động, lôi kéo người dân xuống đường biểu tình. Đó là vì các nước phương Tây muốn thay đổi các chế độ trái mắt họ, vì lợi ích của họ. Kết quả của Mùa Xuân Ả Rập là một thứ mùa xuân chết chóc, hỗn loạn, tan vỡ, ly tán, vợ mất chồng, cha mất con, người dân mất nhà cửa, đất nước tan hoang. Những nhà lãnh đạo bị phương Tây gọi là những nhà độc tài đã bị lật đổ, để rồi thay thế vào đó là nhiều nhóm quyền lực mới nổi lên bắn giết nhau, bất chấp mạng sống của người dân để giành quyền lực. Nhiều người dân Ả Rập đã hối tiếc, muốn mọi thứ trở lại giai đoạn tiền Mùa Xuân Ả Rập. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng, muốn được hòa bình mà không tự dựa vào sức mình, đi kêu gọi các quốc gia khác tham chiến thì dù Myanmar có được yên ổn thì điều đó cũng không bền vững. Chỉ một thời gian ngắn sẽ lại chìm vào bom đạn. Các bạn Myanmar xin hãy nhớ rằng năm xưa Việt Nam đánh Khmer Đỏ là để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng khiến hàng triệu người chết. Bên cạnh đó, Khmer Đỏ cũng nhiều lần đưa quân đánh phá biên giới, tấn công cả vào lãnh thổ Việt Nam và thảm sát hàng nghìn đồng bào của chúng ta. Việt Nam đánh để xóa bỏ một chế độ diệt chủng, khôi phục cuộc sống cho nhân dân Campuchia và cũng là để giữ yên tuyến biên giới Tây Nam, chứ không phải là hứng lên là đánh, để rồi phải đổ bao nhiêu máu, kinh tế tụt hậu nhiều năm vì những cuộc chiến ở hai đầu đất nước. Tình hình ở Myanmar là công việc nội bộ, quan điểm này đã được Việt Nam thể hiện rõ ràng trên mọi diễn đàn khu vực và quốc tế. Chúng ta không có quyền cũng không có lý do để can thiệp vào chuyện nội bộ của họ, chứ đừng nói là đưa quân giải phóng Myanmar. Những gì mà Việt Nam có thể làm là chúc các bạn Myanmar sớm được bình yên. Chúng tôi không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Hãy tự đứng dậy và giành lại quyền tự chủ của mình. Chúng tôi hiểu rằng các bạn đang cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn phải cố hết sức mình để mà có được. Độc lập của các bạn phải tự giành lấy. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.